Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video 7 bìm bịp. Thì mình thấy bìm bịp nó ăn ốc khá là nhiều ở ngoài vườn. Đây mình có chuẩn bị một cái bẫy, để bẫy nó thử xem coi có dính hay không nha. Bẫy nó cũng đơn giản lắm các bạn ơi. Mình làm một cái bẫy đạp. Để mình gài nó xuống. Bẫy này thì mình có thể gài cò được nữa đó các bạn. Ok, như vậy là xong. Rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản. Để mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Rồi mình sẽ test thử xem nó có nhạy hay không. Rồi thử xem nhảy không. Nhảy không. Rồi, ok. Con nào đạp lên là dính nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bắt ốc. Bắt ốc mình sẽ để xung quanh. Để khi mà bìm bịp nó lại gần thì nó sẽ thấy ốc và nó sẽ đến nó ăn. Nếu nó đạp lên cần bẫy thì nó sẽ dính thôi. Rồi, ở đây mình thấy một con ốc. Mình sẽ bắt tầm 6-7 con ốc gì đó mình để xung quanh.
Dưới đây cũng có mấy con ốc nè, 3-4 con dưới này. Rồi, bây giờ mình sẽ để vào cái cần bẫy. Mình sẽ để cho nó xung quanh các bạn, để xung quanh cái vòng như thế này. Rồi, vậy là xong, giờ là chờ đợi thôi. Hai giờ sau nè các bạn ơi, đã dính một em. Lúc dính thì mình có đi ra, mình có lấy dây mình cột lại rồi để mình quay phim cho các bạn xem, để nhiều khi không cột lại thì nó bị giục. Đây, một con biềm biệp đã xa bẫy. Biềm biệp này thì mình thấy một số người ta dùng để ngâm rượu đó bạn. Con này không biết có ai ăn không biết, đó giờ chưa nghe nói có người ăn, mà chỉ nghe nói là để ngâm rượu thôi. Nó cũng ốm lắm chứ nó không mập. Đây ăn ốc rất là nhiều, vỏ ốc để trên bờ thì rất là nhiều luôn. Để mình gỡ nó ra. Con này thì mình sẽ thả các bạn, không bắt nó. Mình cũng không có dùng để ngâm rượu. Mình sẽ thả nó. Mình sẽ thả nó nha các bạn. Mình chỉ bẫy nó để quay phim lại cho các bạn xem thôi, chứ mình không bắt nó. Vì mình không có mục đích là bắt nó để ngâm rượu. Rồi, giờ mình sẽ thả nó. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhé.